Bữa nay cảm xúc quay phim sao trường? Hôm nay cảm xúc là quay phim từ của trường là từ sáng tới bây chiều. Bây giờ là mình thổ lộ hết cảm xúc của mình rồi. Mình nói ra những điều mình gọi là ấp ủ từ xưa tới giờ, từ trước tới nay. Và mình hôm nay mình thổ lộ ra hết, mình rất là nhẹ nhàng. Mình cảm thấy rất là sướng. Tôi nói là mệt nhưng mà vui, vui rồi mà mình được làm thổ lộ hết cho mọi người biết là hôm nay trường nói cái gì và trường làm những gì. Các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Tôi là một thằng bán đồ. Men. Những khoảnh khắc điên rồ được biểu hiện qua cảm xúc. Tôi là người luôn mang tới xui xẻo. Nuốt nước mắt để tôi nhìn con mà tôi sống. Tôi là nỗi thất vọng của người hâm mộ. Giấc mơ huy chương vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam lại dang dở. Tôi là gánh nặng của đội bóng. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Tôi phạm lỗi ngớ ngẩn không ai ngờ tới. Sai lầm của trường gắn liền với những thị phi. Đừng bên nó tính trường bán độ. Tôi có thể xuất thần tỏa sáng khi không ai chống chở.